Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất máy cơ khiến đồng nghiệp Taydo xin hân hạnh giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm hệ thống máy hút xi măng kết hợp với cân định lượng và hệ thống thổi xi măng công suất 100 tấn trên giờ. Hệ thống được lắp đặt cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đức Tiến tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Cần cầu vít tải hút liệu, nâng hạ bằng ti ben thủy lực, motor điện dẫn động cho các vít tải chuyển liệu. Sử dụng cho các loại tàu chở xi măng có sức chứa 1.000 tấn đến 3.000 tấn. Toàn bộ hệ thống được lập trình PLC, giám sát và khắc phục lỗi từ xa. Tủ điện điều khiển được để trong phòng lạnh để tản nhiệt tốt, nâng cao tuổi thọ thiết bị và giúp hệ thống hoạt động ổn định và lâu dài. Hệ thống máy được chế tạo từ các phụ kiện được gia công bởi máy cơ khí chính xác CNC cho tất cả các công đoạn cắt, tiện, phay, chấn, với các bản vẽ được thiết kế và thi công bởi đội ngũ kỹ sư lành nghề của công ty Taydo. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về sản phẩm, ứng với từng mô hình công trình khác nhau. Chúng tôi sẽ đưa ra cho quý khách hàng những tư vấn tối ưu để có thể đạt được mục đích mong muốn với mức giá thành tốt nhất. Phòng cách âm được thiết kế riêng theo từng loại máy nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ bên ngoài nhưng vẫn giữ được giá trị bên trong của từng thiết bị, giúp che mưa, nắng cho cụm quạt thổi khí, kéo dài tuổi thọ và độ bền của thiết bị dưới tác động của thời tiết bên ngoài. Hơn nữa, công năng chính yếu của phòng cách âm là giảm thiểu tiếng ồn phát ra môi trường xung quanh.